Sumo, chiếc bụng không đáy. Hi, xin chào cả nhà. Tại là mình đang trên đường để ra sân bay. Mấy chị em mình đây, cả nhà ơi, Tuyên. Đường này đang là con đường cao tốc của dầu dây Sài Gòn. Từ đây mình lên Sài Gòn mất tầm khoảng 1 tiếng 45 phút nha. Đoạn đường hôm nay thì mình đi giờ này thì khá là vắng. Thế thì chắc chắn là sẽ không có, hy vọng là không kẹt xe. Kỳ thì bánh mì cũng có bánh mì Việt Nam, nhưng mà cái lớp vỏ rất là dày, không có độ rỗng và giòn như là bên mình. Cho nên giờ bé kiếm mấy ổ ăn cho đã thèm nè. Chị đem một muỗng nhiều pate cho chị. Ok, đúng đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Đồ chua đầy đủ nha. Dạ, dạ bớt nhiều nha. Đây không? Nè cả nhà nhìn bơ, lớp thịt của chú làm nè, ngon cực kỳ luôn. Đây bơ, pate. Có đặc biệt là 35 ngàn. Thịt mềm. Ừ. Đặc biệt có những gì chú? Đó là coi như là mấy cái trên đó là bỏ vô hết nữa. Ngoài ra là chú còn có cả bánh dày nữa nha các nhà. Bánh dày ăn với chả. Chả bông nè. Mình thì suốt ngày chỉ có mỡ thôi. Chú đây lọc từng miếng mỡ cho mình. Cái phần của chó nữa chú. À. Cho cái phần của chó nó ướt vô. Đúng rồi, đúng rồi. 10 điểm. Quay trình bỏ mỡ vô bắt đầu. Ví dụ, cãi vụ em giết người đi. Thì có gì nghe. Bữa tôi cãi vụ mà thì đang lên thì nhớ rồi. Thì tôi cũng phải học hồng sơ qua cô tôi mà cả một điểm tự thi. Thì tôi mới học cho chúng. Chắc không đủ mỡ cho con ăn. Mỡ anh kia. Mỡ nhiều lắm á. Rồi chú có lấy mà 3 ổ luôn mà. Ba ổ kia không lẽ mở không luôn. Ba ổ như vậy mở luôn. Chú đang bị hoang mang. Ốp vô, đúng rồi. Rồi, ok. Cho con miếng dưa leo thôi, không cần đồ chua đâu. Cho con ngò, ít ngò nữa. Hai miếng dưa leo là ngò. Đây là bánh mì 76 nha cả nhà. Đi mình đi thôi, con đi nha. Đi kêu chú, bye bye. Chưa? Đây, cho hai nè. Tuấn thì đang cầm bánh mì lên, tại đi đậu xe rồi. Đây. Mời cả nhà nha. Đây, bỏ rác vô đây. Rửa vệ sinh thôi. Rồi, giờ chị em mình cùng bánh mì nè. Mình có mua cho ba tiền ổ chưa đặc biệt đó, nhưng mà Tuấn đang đi đổi xe nha. Để con cầm nha. Bây giờ mới có 3 rưỡi thôi. Còn sớm á, 6 giờ mới bay. Giờ trước 2 tiếng ok. Không
có ai như mình á, đi nữa nè. Mai lúc cái vali nhỏ. Bánh to. Bánh to là hết rồi. Anh Trang nghe qua Mỹ có dịch á. Cái báo cáo này gia đình có một hốt cơm nữa nha. Hốt cơm này có những cái gì hôm nay tiếng mình lên máy bay mình bút ban mới được. Dạ mới biết được. Giờ chưa. Gia đình chờ nha, Nga chị đi có mấy tuần rồi chứ Nga nhớ mọi người. Hello chị, gia đình mình bay luôn hả? Mình bay qua đâu? Ngồi hoài à, cảm ơn. Ai tội nghiệp nghe xung quanh làm trang trên đường suốt cuộc đời đi. Đúng rồi, nó là đi mùa hồng. Có rồi, sáng nay mình đi chợ. Mình bị như mình rất là kén ăn đồ ăn máy bay cả nhà. Thật ra là ăn không đủ no. Ở cho nên mình làm một hộp cơm, ba chỉ chiên giòn với lại các khô chiên giòn. Nó bỏ thêm ớt nữa, trang miếng mắm vô nó tí một hồi lên nó lên. Trời ơi, đất quỷ thần ơi. Ủa, cái này là... Em đi đâu vậy? Dạ, em đi Mỹ. Em thấy em bé không được. Lên đường rồi nha. Khóc buồn một xíu nhưng mà sẽ sớm quay trở về với đại gia đình để mình còn muốn khám phá cả một vùng miền ẩm thực mà ba mẹ Nga thì cũng lớn tuổi rồi, cũng đang ở Việt Nam. Nga đang rất là có nhiều cái suy nghĩ là dù vợ chồng thì sống ở nước ngoài và Việt Nam thì Nga nghĩ là Nga sống về tình cảm, chắc chắn là Nga sẽ thiên về tình cảm. Bây giờ thì chào đại gia đình nha, Nga đi vào phía bên trong đây. Cái tô của mình sao bữa nay thấy nó nặng như là mình buồn cái là cái thấy nó nặng nề đi sao. Bye bye, hẹn gặp lại nha, love you. Và khi mà Nga tới nơi thì Nga sẽ chia sẻ cái những cái đoạn đường đi của mình. Đến đây nè. Ừ, về đợi chị Nga gọi, đi về đi. Bye bye. Món về đi nha. Tạm biệt cả nhà nha. Cửa của mình là cửa 18, mình đi tìm nha. 18 tới 27. Hôm nay chắc là rồi. Này. Mình sẽ xuống cửa này. Ok, Nga chuẩn bị vô máy bay nha cả nhà ơi. Cả nhà ở phi trường San Francisco nha. Lắp vô đại gia đình. Mình sẽ đi Vietnam Airlines. Mình đứng đây mình mới nhìn thấy là mấy bạn nhân viên đang chất hành lý rồi lên. Rất là nhiều kiện hàng để cửa vô trong khoang máy bay á. Rồi nhân viên kiểm tra hệ thống máy bay coi có an toàn hay không nè. Rất là mỗi người một bộ phận, mỗi người một khâu. Yeah, thank you. Money.
mình nha. Ăn thôi. Còn nóng, còn nóng. Nhà cô hai lon.
ăn 6 người á. Đợi bỏ nè. Bánh mì mình qua. Quá. Nó nhiều quá. Giờ là hư rồi. Mới hồi trưa thôi. Đợi hư. Ăn được mà ăn được. Không, nhưng mà ăn không nổi nữa. Bánh mì nó 60.000 một bữa. 70.000. Tất nhiên lắm. Nhiều lắm. Nhiều quá ăn không hết. Ngon lắm.
gì luôn. Cô về 2 tháng lên 6 kg. Vậy là hợp với đồ ăn Việt Nam. Ngon ha. Về Việt Nam là ngon ha. Không, tự giờ ở bên Mỹ thì mình ăn kiêng. Về Việt Nam cái món gì cũng thích ăn thoải mái. Lên 6 kg 2 tháng. Em gái con đi với con 1 tháng lên 10 kg. Thôi đó chị à. Đứa lên nặng luôn. Đứa nào đi quay chung với con cũng lên ký á. Buổi trưa chú ăn có một chén không hết.
sóng truyền hình luôn rồi. Cô Thảo ăn món gì vậy? Cơm với cá. Con ăn gà với khoai tây. Ôi, ngon chưa? Con chúc cô chú ăn ngon miệng nha. Nha. Cô chú không ăn bánh mì nữa mà cô chú chỉ muốn ăn cơm rồi. Tôm cho thành mì tôm này chú.
cảm ơn. Mì bỏ tôm là mì thơm. Ngon không? Nó chua chua nó ăn được. Ok không? Cơm vô ngon lắm á. Dạ, bò cơm vô ngon này. Bò cơm trắng vô nè. Nhà nó ăn cái miệng ngon quá.
quá à. Ăn miếng như này, ăn mà không mập như Nga, ăn nhiêu cũng được. Cho mình cái nước đi. Hết nha. Ngon. Rồi nó nóc một cái hết chai luôn nữa. Cả nhà ơi, đón xem mình coi sắp tới mình những gì nha. Theo dõi và ủng hộ cho Nga nha. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Hours later. Hello, đây. Lo đại gia đình, vậy là Nga đã về nhà an toàn rồi nha. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Trong suốt thời gian qua đã luôn là ủng hộ Nga Sumo, yêu thương Nga. Nga sẽ trở về sớm để mà ở bên mọi người. Nga cũng chúc đại gia đình thân yêu của mình luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tất cả những dự định và thành công trong tương lai sẽ đạt được. Yêu thương cả nhà của Nga rất là nhiều nha. Gửi lời chào thân ái và chân thành nhất đến đại gia đình của mình. Còn trên con đường này là con đường của tuyến đi hướng quanh quay nha cả nhà. Đây là để mà di chuyển từ San Francisco về lại San Jose. Thì tất cả mọi người sẽ đều di chuyển con đường này. Hoặc là có một con đường nữa là con đường 280. Đó, thì con đường nó rất là đẹp, cây cối xung quanh rất là đẹp. Nhưng mà dài hơn một xíu. Con đường này thì khoảng chừng 3 giờ tới 5 giờ là hạn chế di chuyển nha. Vì kẹt xe còn mình đi bộ có khi còn nhanh hơn. Đấy, qua đây là bắt đầu thấy rất là nhiều dòng xe Tesla nè nha. Đấy, có chữ T đó. Thì mình coi mình ghé mình ăn cái gì mình sẽ gửi đến đại gia đình nha, chứ cũng đói lắm rồi. A few minutes later. Hello cả nhà, vì có tiếng nhạc cho nên nghe chỉ là để cho 12 được xin cho vui thôi nha. Chứ là ở đây là tiếng nhạc cho nên mình không có thể quay được. Đây rồi, rất là nhiều. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.